Ý nghĩa nhan đề chuyện những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. Nguyễn Thi là cây bút văn xuôi hàng đầu của văn nghệ giải phóng miền Nam. Sự gắn bó sâu sắc với đời sống của con người miền Nam cùng những tình cảm chân thành, tinh tế, Nguyễn Thi đã dựng lên trong tác phẩm của mình những con người miền Nam bộc trực mà chân thành, thẳng thắn mà giàu yêu thương. Những đứa con trong gia đình là một trong những truyện ngắn đặc sắc nhất của Nguyễn Thi, được sáng tác tại thời điểm năm 1966, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt nhất. Tác phẩm gây ấn tượng, hấp dẫn người đọc từ nhan đề Những đứa con trong gia đình. Những đứa con là thế hệ tương lai, những người kế thừa nối tiếp của những thế hệ đi trước. Gia đình là mái ấm tình thương, nơi nuôi dưỡng những đứa con. Nhan đề Những đứa con trong gia đình đã gợi cho người đọc hình dung về những đứa con, thế hệ nối tiếp cho một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Nói cách khác, đó chính là thế hệ nối tiếp con đường đấu tranh cho lý tưởng cách mạng của ông cha, giành độc lập tự do cho đất nước. Từ một câu chuyện gia đình, tác giả Nguyễn Thi đã gợi liên tưởng đến câu chuyện của một đất nước. Trong truyện ngắn, tác giả Nguyễn Thi để nhân vật chú Năm nói lên tư tưởng chủ đề của tác phẩm: chuyện gia đình ta cũng dài như sông, mà trăm sông đổ về một biển. Nếu gia đình là nơi nuôi dưỡng sự sống thì đất nước, xã hội chính là môi trường để gia đình tồn tại và phát triển. Nhan đề Những đứa con trong gia đình đã cho độc giả thấy được nét độc đáo trong bút pháp của Nguyễn Thi. Ông có sở trường khai thác những không gian nhỏ để tạo bối cảnh cho tác phẩm. Đó có thể là một xã, một huyện, một gia đình. Nhưng từ không gian nhỏ ấy, tác giả đã hướng lăng kính nhìn ra không gian rộng lớn của cả cuộc chiến đấu, cả dân tộc. Cũng từ câu chuyện gia đình nhìn ra câu chuyện của một đất nước, Nguyễn Thi đã mang đến một phát hiện thú vị cho tất cả độc giả. Đó là sự nối tiếp của truyền thống giữa các thế hệ, từ thế hệ cha ông đi trước đến những đứa con ở thế hệ sau, giữa hiện tại, quá khứ. Giữa gia đình và đất nước có mối quan hệ gắn bó sâu sắc. Sự hòa quyện của tình cảm gia đình và tình cảm cách mạng đã mang lại sức mạnh tinh thần thiêng liêng của con người Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước. Từ nhan đề Những đứa con trong gia đình, tác giả Nguyễn Thi đã khơi dậy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ ở thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước cho cuộc đấu tranh chung của toàn dân tộc. Bên cạnh việc hé mở những nội dung chủ đạo của tác phẩm, nhan đề này còn có sức hấp dẫn người đọc trong việc khám phá những cái đặc sắc được thể hiện trong truyện ngắn. Hết bài.